Xin chào toàn thể anh em. Hôm nay mình xin giới thiệu đến anh em một đôi bot 301 Sony 2 màng xanh. Nó sử dụng một cấu hình bát 20 màng giấy gân mút, gân còn nguyên bản anh em nhé, và hai con mít chép giấy. Tất cả các tuyến loa đồng đều cực kỳ đẹp. Đây là đôi loa phiên bản màu trắng anh em nhé, rất hiếm. Trước mình có một hai đôi thì anh em lấy hết rồi. Và đây là chiếc bên này anh em nhé, 301 Sony 2 Music Monitor phiên bản màu trắng, màng xanh gân mút và hai cái bên chất đấy. Anh em nhìn cái gông kiềng của nó này, màu quân đội anh em nhé. Mình hôm nay mình đánh mấy con Omni Level RQ6001. Mình hôm nay mình đánh 4 kênh anh em nhé. Mình kết hợp nó là một đôi can chuông 1 nữa. Anh em vòng về sau xem mình đấu dây. Đây mình đấu hai cổng này anh em này. Và bên kia một cặp nữa, một cặp đấu can chuông 1 mình đấu riêng và một cặp bot bên này. Công suất của nó là 750W, hàng tuyển chọn đẹp xuất sắc. Mình có clip khui nội thất cho anh em xem rồi. Hôm nay mình xem test cho anh em nghe thử một đoạn. Và cả karaoke nữa. Bây giờ mình test karaoke cho anh em nhé. Mình test bằng cái mic này rồi. Alo, alo, vang nhạc rất tốt rồi. Đây mình đang chơi ở mic 1 cho anh em nhé. Đi xuân xa trên bến cảng, đàn hai ô tô cánh bay dọc đường trời. Cảng của ta cũng đón bao chuyến hàng, nhưng những chuyến hàng về bạn từ xa xôi, nhưng những chuyến hàng Việt Nam gửi đi muôn nơi. Quê anh xuân xuân chiến xa với bến cảng, ta chiến đấu nơi đây bao ngày đêm. Nghe sóng vô mênh mông con ăn
chỉ xuân xuân sang trên bến cảng, đang hai âu tung cánh bay dọc đường trời. Đàn của ta đón bao chuyến hàng, nhưng những chuyến hàng về bạn từ xa xôi, những chuyến hàng Việt Nam gửi muôn nơi. Tuổi thanh xuân thiết tha với bến cảng, ta chiến đấu nơi đây bao ngày đêm, nè sóng vô mênh mông khi chiều đêm. Ta vang biển, ta vang tàu, cho những con tàu mong rời xa bến mới, cho những chuyến hàng đi xây đất. Hãy subscribe.